kim em phun lên mà có biệt thự lâu đài và biệt thự lâu đài phố kiến trúc Pháp nổi tiếng em. Nhân vai màu khăn của Mỹ Anh để bàn về tình hình chính trị Mali. Cũng trong chương trình thời sự chiều nay có bài viết Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden để trao đổi về quan hệ hai nước, đặc biệt là tăng cường hợp tác trong ứng phó với đại dịch COVID-19. Theo đó, Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước về nguồn cung vaccine, tăng cường hợp tác nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ vaccine ngừa COVID-19. Phóng viên Vũ Dũng thông tin. Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và cảm ơn Hoa Kỳ đã là bên đóng góp lớn khi cam kết tài trợ 4 tỷ đô la Mỹ cho sáng kiến tiếp cận toàn cầu vaccine COVID-19, gọi tắt là COVAX, và thông báo với Tổng thống Joe Biden việc Việt Nam đã nhận 2 đợt vaccine với khoảng 2,5 triệu liều từ sáng kiến này. COVAX thực sự là sự hỗ trợ quý báu đã kịp thời giúp Việt Nam và nhiều quốc gia đang phát triển trong xử lý dịch bệnh khi nguồn cung vaccine quốc tế còn khan hiếm. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng hoan nghênh Hoa Kỳ cam kết sẽ đóng góp thêm 80 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đang có những diễn biến rất phức tạp. Chủ tịch nước mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước về nguồn cung vaccine, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ vaccine ngừa COVID-19. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ và tin tưởng rằng trên tinh thần hợp tác hữu nghị, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Trước đó, trong các cuộc điện đàm gần đây với lãnh đạo cấp cao các nước như Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính phủ ta đã đề nghị các nước hỗ trợ tiếp cận các nguồn vaccine và hợp tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine phòng chống COVID-19. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giãn cách xã hội trên toàn thành phố theo chỉ thị 15. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 sẽ thực hiện theo chỉ thị 16. Thời gian áp dụng giãn cách xã hội từ 0 giờ đêm nay trong vòng 15 ngày. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp khẩn về phòng chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành quận huyện tham dự cuộc họp khẩn này. Phản ánh của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá tình hình dịch bệnh đang hết sức phức tạp, nguy cơ bùng phát có thể vượt tầm kiểm soát của thành phố. Vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh cần bình tĩnh, bám sát tình hình để đưa ra các giải pháp ngăn chặn hiệu quả nhất. Theo ông Nguyễn Văn Nên, thời gian này thành phố cần thiết lập ngay việc giãn cách trong thời gian 2 tuần, tập trung toàn bộ lực lượng để truy vết một cách nhanh chóng, chính xác. Phải xét nghiệm trên diện rộng hơn để kéo giảm tình hình và ngăn chặn tốc độ lây lan, đặc biệt ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở sản xuất kinh doanh. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy sức mạnh hệ thống chính trị để kiểm soát cơ sở, đi từng ngõ, từng nhà để truy vết, tuyên truyền. Các mặt trận đoàn thể cần phát huy vai trò của mình để giúp người dân, các tổ chức tôn giáo tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Phó Thủ tướng tán thành việc Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng chỉ thị 15 và chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng vẫn phải nỗ lực đảm bảo mục tiêu kép, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống cho nhân dân. Tổ chức sản xuất thật là chặt chẽ, có quy trình
phải có quy chế, phải có sự kiểm tra giám sát kỹ lưỡng kỹ cương trong sản xuất lao động. Đây là cái mà phải là không thể bước lùi sản xuất. Kết luận tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trưa ngày 30 tháng 5, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định toàn thành phố sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 năm 2020, không tụ tập trên 5 người trở lên tại công sở, bệnh viện, trường học. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 thực hiện chỉ thị 16 năm 2020, phong tỏa 15 ngày kể từ ngày 31 tháng 5 theo nguyên tắc gia đình cách ly gia đình, khu phố cách ly khu phố, phường cách ly phường. Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị hai trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho